sung quá. Thôi xong. Xong cái rủi nó có cái suối. Hết xăng rồi ta. Đang đem hôm nhặt bộ tìm xăng. Đang đâu ta? Quận An Bình Dương à? Độc Lập Bình Dương có cái xăng không ta? Bỏ thật. À, kiếm mãi không ra chặn xăng ta. Ủa? Giống xe ông Phương ta à? Xe Winner ớt xanh xanh à? Nó bóp hủ luôn. Combo ông Phương à? Đúng combo nè. Đúng biển số luôn. Ông Phương ông mượn mình 5.000 từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi, giờ tới Bình Dương luôn, ông còn chưa trả. Kèo này phải trả, phải đòi. Tiền lãi nha, phải 5 triệu rồi. Bảo ông Phương Bình Dương làm gì ta? Nhê, VNB Sport đã có mặt tại Lái Thiêu Thuận An Bình Dương. Xe ông Phương đây chắc bên trong luôn nhỉ. Sẵn tiện vô kiếm ông Phương đòi 5.000 tham quan shop luôn. VNB Thuận An xin chào. Dạ vâng, em chào anh. VNB bên Thuận An nhìn bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh mà nhiều đồ dữ ta. Ui. Đâu em sang vợ xíu nha anh. 9.000 đi. Trời ơi, rồi xong. Leaning, Victor, Mizuno, Combo, Apex, VNB luôn, có luôn. Trời, đầy đủ vợt, không thiếu cái gì. Máy đan vợt. Em xưa ơi. Em xoay thử thôi, nhưng mà anh yên tâm, em đã được 10 chấu cơ, không phải 4 chấu đâu. Dày nè. Nghe đúng là ra mùi tiền. 1, 2, 3. Nhiều ta, ở đây nhiều nút vặn quá. Vợt. Rồi giày không thiếu gì. Vớ nữa này. Vớ xịn luôn. Lưới. Không thiếu lưới gì. Rồi mấy phụ kiện. Trời ơi, đủ hết luôn, móc khóa luôn. Không thiếu gì thật. Wow. Chai nước. Dễ thương thế nhờ. Anh ơi, chai nước được bán không anh? Bán luôn. Ba lô túi vợt ở trên này. Không được rồi, để cao vậy người thấp thấp như em sao mà lấy ta. Thật đấy. Quần áo này. Áo nam, áo nữ. Quần nam, quần nữ. Ở đây có cả áo khoác nữa này. Ít chỗ có áo khoác lắm nha. Vừa không? Cũng vừa. Tí xin Phương nốt. Phương dạo này giàu lắm. Quần dài nữa. Mẫu váy mình yêu thích. Trời ơi, nhìn nữ tính hẳn. Nhìn chung thì shop VNB Thuận An ở đây cũng nho nhỏ, nhưng mà có rất nhiều đồ. Và cái không gian ở đây nó cũng rất là thông thoáng, chứ không phải là nó bị hạn hẹp. Đi rất là thoải mái. Ủa, thằng Tú nè. Hello anh. Cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi hả? Trốn kỹ phết nhở. Mẹ mà anh chưa đủ hả Tú? Từ Sài Gòn, anh bay ra Quảng Ngãi cũng gặp mày. Giờ anh vô Sài Gòn lại, anh đi Bình Dương cũng gặp mẹ đây luôn. Tha cho anh đi Tú ơi. Tha gì mà tha. Anh mượn em 5.000, tính lãi 4.950. Thôi làm tròn anh 5 triệu. Trả em đi, tính tiếp. Gì 5.000, 5 triệu gì đây nữa. Ủa, nhưng mà sao mày có mặt ở đây? Đây là một câu chuyện dài anh ạ. Em đi về quê, ở dưới Đồng Nai á, giờ đi qua Bình Dương nè. Bỗng nhiên xe xăng, em phải đẩy bộ tận 10 mét. Vừa may mắn em nhìn thấy cặp bộ đội báo thủ của anh, nó cùng với Winner X. Hay là phải biết ngay trong đây luôn, vô tham quan shop này, với lại đi kiếm ăn. Ui, tưởng gì thì ra là đi về quê hết xăng. Thôi, dù gì anh cũng là anh của mày. Lát nữa anh đẩy mày ra cái xăng, anh đổ cho mày đầy bình, cho mày về, rồi xóa nợ anh 5.000, ok chưa?
Thì nãy giờ em dạo một vòng shop VNB Thuận An ở Bình Dương rồi, thì em cảm nhận như thế nào về shop này? Cho anh một số chia sẻ nha. Ok anh, thì cái cảm nhận đầu tiên của em bước vào shop lại sẽ bị ngộp. Nhưng mà bị ngộp vì quá nhiều vợt. Trời ơi, từ cao cấp đến trung cấp đến tầm thấp có hết luôn. Ừ, anh thấy shop Thuận An nhiều vợt thật sự luôn. Và đặc biệt là có siêu phẩm kìa. Aeronaut 9000i đặc biệt chia sẻ em luôn, đang giảm giá 10%. Quá đã luôn. Thích ngay. Trời ơi. Rồi, thì về không gian shop thì em cảm nhận như thế nào ta? Không gian shop hả? Thì không gian shop em cảm nhận là ở đây nhá, có một cách bố trí rất là hay. Đó là làm cho cái không gian nó cảm giác rất là rộng luôn. Nè, anh có thể thấy anh em đi nè. Rất là thoải mái. Ok. Chỗ này nhét mấy chục người vào cũng được. Thoải mái đi lựa hàng luôn đúng không? Đi lựa hàng. Và vậy thì nãy anh thấy có mấy cái đôi dặn dặn, quá nhiều đôi dặn luôn kìa. Em đếm sơ sơ ở đây 3 đôi. Nghe sướng. Ba đôi thôi, chủ còn cất nữa. Còn bên trong nhiều lắm. Nhím hàng. Nếu mà anh em ai đang sinh sống ở khu vực Thuận An muốn tìm đến cho mình một nơi để mua những cái dụng cụ cầu lông chất lượng và uy tín thì hãy ghé đến VNB Thuận An với địa chỉ chỉ là 119 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương để sắm cho mình những bộ đồ cầu lông tuyệt vời nhá. Ok em, rồi thì bây giờ thì chúng ta làm gì ta? Bây giờ thì anh đẩy em ra chạm xăng chứ làm gì nữa.